Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 166: Tâm ngoan thủ lạt 4. Không nghĩ tới nàng ta đã đến tình trạng này, chẳng những không nghĩ lại sai lầm của mình khi đoạt vị hôn phu của người khác, cùng người ta dây dưa đến có thai trước khi kết hôn, lại còn oán trách Vân Khanh. Đúng vậy, loại người vì tư lợi giống liễu dịch thanh đúng thật là có thể làm được ra chuyện như vậy chính nàng ta bởi vì yêu đương vụng trộm nên thanh danh hoàn toàn mất hết nay cũng muốn kéo vân khanh đánh mất thanh danh đánh mất trinh tiết an sơ dương một cước đem lão nhị đá hôn mê mới xoay đầu lại nhìn vân khanh nhưng thấy nàng một thân quần áo dệt kim đều nhiễm lên màu máu đỏ tươi sắc mặt tái nhợt đôi mắt thoạt nhìn bình tĩnh nhưng thần sắc lại vô cùng kinh ánh mắt kiên nghị cùng sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn kiên cường lại yếu ớt, như một người thủy tinh, lúc nào cũng có thể rơi bể. Đôi mày nhíu lại của hắn càng lún sâu, lại nhìn tay nàng, đều là một màu đỏ tươi, ánh mắt theo rời đến cái cổ của tên nam nhân mỏ nhọn đang nằm trên đất, không khỏi càng thêm lạnh lẽo. Thẩm Vân Khanh thoạt nhìn nhu nhược yếu ớt thậm chí có được loại quyết đoán này, có thể lấy sức một nữ tử giết một nam nhân so với nàng cao lớn hơn rất nhiều, không nói đến nàng làm sao làm được, chỉ cần phần dũng khí này, liền đã thấy khác người rồi. Đôi mắt hắn chấn động, ngẩng đầu nhìn Vân Khanh, người thiếu nữ này, cơ hồ mỗi một lần nhìn thấy nàng, đều khiến người ta có cảm nhận khác nhau, bình tĩnh, xinh đẹp, dũng cảm, mỗi một mặt đều là nàng, lại cũng không hoàn toàn là nàng, làm cho hắn cảm thấy thực hứng thú. Thấy nàng đứng tại chỗ, sau một lúc lâu không hề động An Sơ Sương biết nàng giết người cũng là do bị ép buộc, nếu để những người này đem mình đi bán, vậy cũng chỉ còn đường chết. Hắn đi về phía trước vài bước, vừa định mở miệng, lại khép môi lại, cố làm cho thanh âm của mình hết sức hòa nhã một chút rồi mới nói, Người trước đem mảnh sư vỡ trong tay quăng đi. Ta mang người rời khỏi đây rồi nói sau. Vân Khanh thần kinh căng thẳng đã lâu, đã tới đỉnh điểm của sự căng thẳng tột độ rồi, mắt thấy An Sơ Dương tiến vào, cùng đánh nhau với lão nhị kia cha ra được chân tướng sự thật trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện mới vừa xảy ra nghe được bên tai là giọng nói mặc dù vẫn như cũ lạnh như băng nhưng cũng có chút ôn hòa ngẩng đầu lên vừa vặn tiến vào một đôi mắt đen sâu thẳm trong đôi mắt lạnh lẽo ấy ẩn chứa một tia nhu hòa ngực không khỏi run lên ánh sáng trong phòng rất mờ ảo cửa sau khi bị an sơ dương mở ra ngọn đèn kia cũng càng ngày càng mờ có vẻ toàn bộ ảm đạm trong phòng, cùng ngọn đèn mờ ảo đơn điệu kia, thoáng một cái liền bị dập tắt. Thần kinh của Vân Khanh lúc này giống như ngọn đèn kia, vào giờ khắc này cũng toàn bộ tan rã, trước mắt đều tối đen. An Sơ Dương thấy nàng đột nhiên đổ về phía sau, những việc đã phát sinh này làm thể lực nàng bị mài mòn, nay được thả lòng thì người liền ngất đi, liền chạy nhanh qua đón nàng, để đề phòng nàng ngã trên mặt đất. Đến một lúc sau, hắn mới để ý tới toàn bộ vạt áo của vân khanh bị xé mở lúc này vải rách thòng xuống lộ ra da thịt bên trong trắng như tuyết xương quai xanh tinh xảo khéo léo còn có dây lưng của cái yếm màu đỏ vừa rớt xuống hắn cau mày lộ vẻ khó xử sắc mặt thâm trầm nếu như hắn đến chậm một bước hậu quả này hắn quả thực không dám tưởng tượng hắn nói không nên lời cảm giác của mình đối với vân khanh chính là cảm thấy nàng thân phận không cao lại có thể cùng tuyết oánh giao hào rất tốt, biết rõ danh tiếng của Vân Khanh đối với phu nhân chi phủ cũng không tệ. Một nữ tử hoạt bát như vậy, nhưng cũng có lúc ngây thơ cùng kiên cường, sau khi ở hoa viên liễu phủ nhìn thấy nàng, khi đó nàng hoàn toàn không có che giấu, chân chính thiện tâm cùng hồn nhiên, hình ảnh kia của nàng luôn xuất hiện trong đầu hắn và tồn tại rất lâu, ngay cả chính hắn cũng không biết là vì sao. nay trong lòng ôm thân thể mềm mại của nàng, lòng hắn lại cảm thấy vừa phẫn nộ lại đau lòng đảo qua hai nam nhân nằm trên mặt đất kia cùng hai nha hoàn ở một bên việc này nên xử lý tốt mới được nếu không an bài cho tốt thanh danh của thẩm vân khanh sẽ bị đánh mất hắn đem ngọn đèn thắp sáng sau đó đem vân khanh ôm ở trước ngực ngồi xổm xuống ở trên người lão nhị tìm kiếm một chút lấy ra một cái chai to băng món tay cây màu xanh biếc mở ra cho lưu thúy cùng thải thanh người một chút qua một hồi, hai người bọn họ liền tỉnh lại, vừa thấy quang cảnh trước mắt, hai đại nam nhân nằm trên đất, lại ở nơi xa lạ, thải thanh rụi rụi con mắt lập tức hét lên đứng bật dậy, lưu thúy trong lòng cũng là cả kinh, nhưng không có hét giống lên, một phen nắm lấy thải thanh, người hét ẩm lên cái gì. Nhìn xem tiểu thư ở đâu? Thải thanh cánh tay ăn đau, hồn cũng trở về, thế này mới vội hỏi, tiểu thư đâu? liêu thúy là người đầu tiên phát hiện người an sơ dương ôm trong ngực đúng là vân khanh lập tức qua bên đó xem vân khanh hỏi tiểu thư có việc gì hay không nàng như thế nào lại té xỉu có bị thương hay không an sơ dương nhìn nàng vài lần nhận ra là nha hoàn luôn được vân khanh dẫn theo mỗi lần đến phủ chi phủ liền gật đầu nói nàng không có việc gì nhưng do bị dọa nên hôn mê hai người các ngươi mau đi lấy quần áo mới đến thay cho nàng lưu thúy nhìn vân khanh một chút nhìn thấy trên quần áo đều là vết máu vạt áo đã được che lại ngay cả trung y cũng bị xé một mảng lớn lộ ra một mảng da tuyết trắng cùng cái yếm đỏ nàng đầu tiên ngừng đầu nhìn liếc mắt nhìn an sơ dương một cái biết là nếu hắn muốn xuống tay cũng không cần đem hai người bọn họ lay tỉnh liền gật đầu nói được trong xe ngựa có đem cho tiểu thư một bộ quần áo dự phòng ta đi lấy quay đầu đối với Thải Thanh nói, ngươi ở lại chăm sóc tiểu thư. Nã Thanh sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng cũng dần chấn định xuống, gật gật đầu, nhìn thoáng qua An Sơ Dương, chỉ cảm thấy hắn lạnh như băng, nàng cũng gặp qua An Sơ Dương hai lần, chỉ cảm thấy công tử chi phủ này luôn phát ra hàn khí, tuy rằng bộ dạng anh Tuấn, nhưng rốt cuộc không bằng cần vương thế tử thoạt nhìn ôn hòa, nên không dám tới gần, ở một bên coi chừng. An Sơ Dương cũng không cần thải thanh giúp đỡ, hiện tại trước tiên phải thay quần áo cho Vân Khanh, trước khi trời tối đưa về thẩm phủ mới tốt. Lại qua chừng một canh giờ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng hô, "Công tử, là ta." Nghe vậy, thải thanh liền chạy tới mở cửa ra, Lưu Thúy mang theo một gói đồ nhỏ chạy vào, An Sơ Dương đem cái bàn duy nhất trong phòng quét sơ đem áo khoác của mình trải xuống làm đệm lót ở trên bàn, rồi mới đặt Vân Khanh ở phía trên, nói, ta đi ra ngoài trông chừng, các ngươi nhanh chóng thay đổi quần áo cho nàng. Liêu Thúy gật đầu, thầm nghĩ an công tử này thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng thật ra là người cẩn thận, trong tay không hề ngừng lại, cùng Thải Thanh rất nhanh cởi ra cái áo bị xé rách của Vân Khanh, lấy ra quần áo sạch mặc vào lại. Lưu Thúy kêu Thải Thanh đem búi tóc của Vân Khanh trải lại một lần cả người sửa sang lại sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề, đem quần áo cũ đóng gói lại xong, hai người dìu Vân Khanh ra mở cửa. Chương 167: Tâm ngoan thủ lạt, năm. An Sơ Dương đứng bên ngoài, không nói hai lời, đem Vân Khanh bế dậy, Lưu Thúy vừa muốn mở miệng nói chuyện, hắn nhân tiện nói, nơi này không có người, đến đằng trước, các ngươi đỡ nàng lên xe ngựa, nói nàng chóng váng đầu là được. Mắt thấy nơi này cách ngõ nhỏ cũng còn một khoảng cách khá xa, Lưu Thúy cũng không nhiều lời, trời sắp tối rồi, các nàng không có thời gian để kéo dài thêm nữa. Đợi lúc vừa đến ngõ nhỏ, An Sơ Dương liền đem Vân Khanh giao cho Lưu Thúy và Thải Thanh, còn mình thì gọi một đội tuần bổ bên đường cùng đi về phía ngõ nhỏ hồi nãy. Bộ khoái thấy công tử chi phủ kêu, nào dám không cùng đi, cùng hắn bước vào trong phòng, xem xét một lượt, bộ đầu tiến lên phía trước nói công tử, người ở bên trong có một tên đã chết. Bọn họ nội đấu, tự giết lẫn nhau. Một câu, An Sơ Dương liền đem lão nhị cùng gã mỏ nhọn đã chết phán định. Bộ đầu sừng sốt, lập tức kịp phản ứng. Người bên trong này hẳn là đã đắc tội với công tử chi phủ, cần tra khảo cho ra. Còn có đồng mưu khác hay không? Những chuyện như thẩm vẫn, đều có người làm. Bộ đầu đem người bắt trở về, quăng vào trong lao, để cho người ta thẩm vấn gã lão nhị kia, còn có đồng mưu khác không? Mà Vân Khanh từ sau khi té xỉu, được dìu trở về nhạn các vẫn chưa tỉnh lại, Lưu Thúy và Thải Thanh lấy cớ tiểu thư bị cảm nắng, ngược lại cũng không có người hoài nghi, chỉ có tạ thị sau khi nghe được, hấp tấp chạy tới đây. Vừa vào cửa liền trách mắng, thời tiết như thế này mà còn làm cho tiểu thư bị cảm nắng, cả đám người các ngươi chăm sóc ra sao mà để thành ra như vậy hả? Phỉ Thúy Diều Tạ Thị cũng như mày, tiểu thư nói ra ngoài mua đồ, mua thế nào lại thành ra cảm nắng thế này chứ? Những người khác có thể không biết, nhưng Đại Nha Hoàn bên người như nàng hiểu được, đại tiểu thư giống như Vân Khanh, món ăn phủ mỗi ở thầm ngày đều là căn cứ theo thời tiết mà điều phối, bình thường sẽ không bị cảm nắng, trừ phi bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tạ Thị vén màn đi vào, liền nhìn thấy Vân Khanh nằm ở trên giường, hai mắt nhắm chặt, sắc mặt tuyết trắng nhìn có chút tiều tụy, đau lòng ngồi ở đầu giường, sờ sờ chán nữ nhi, không có phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra. Vân Khanh lúc này cũng từ trong mơ màng mà tỉnh lại, lọt vào trong tầm mắt là mạn giường hoa văn màu xanh, chóp mũi thản nhiên ngửi được mùi hương hoa, đầu giường có đặt một lọ huân hương đang tỏa mùi thơm ngát, liền biết hiện tại đã về đến phòng mình rồi. Nàng chỉ cảm thấy huyệt thái dương vẫn còn đau dữ dội, giơ tay muốn xoa vài cái lại tê một tiếng kêu lên đau đớn thanh âm này đem tạ thị đang chất vấn lưu thúy ở một bên liền quay lại nhìn nàng hỏi vân khanh con đi ra ngoài một chuyến sao bị cảm nắng tầm mắt lại rơi vào bàn tay được băng bó của vân khanh ánh mắt lóe lên nắm lấy tay nàng đem bàn tay bị quấn băng hai ba vòng mở ra chỉ thấy trong lòng bàn tay nhỏ bé của nàng có hai vết cắt thật sâu mặt trên còn vươn chốt thuốc bột nhưng vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ nhạt của da thịt, tâm bà đều đau nhói lên, hỏi, đây là có chuyện gì? Vân Khanh vừa thấy chỉ biết không ổn rồi, đây nhất định là sau khi trở về do Lưu Thúy các nàng xử lý, nhưng nàng nhất thời vừa tỉnh không chú ý tới, giơ tay lên ngay trước mắt Tạ thị. Nàng nhanh chóng nghĩ lý do thoái thác, nhưng Vân Khanh là nữ nhi của Tạ thị, Tạ thị tuy rằng không thể hiểu hết về nàng, nhưng lúc này hỏi nàng chắc nàng cũng sẽ không nói thật quay đầu đối với Lưu Thúy, nghiêm trang cao giọng hỏi, vết thương trong lòng bàn tay tiểu thư là chuyện gì xảy ra? Lưu Thúy khó xử liếc mắt nhìn Vân Khanh một cái, Vân Khanh nghĩ chuyện hôm nay, nếu tạ thị đã có lòng nghi ngờ, dù sao cũng lừa không được, không bằng nói ra, để nương nhìn xem người liễu ra tốt cỡ nào, liền nhẹ gật đầu. Phỉ Thúy biết việc này khẳng định không phải chuyện tốt, nếu không tay của tiểu thư cũng sẽ không bị thương nặng như vậy, kêu Thải Thanh đuổi hết mọi người ra ngoài, đem cửa phòng đóng kỹ, không cho người tiến vào. Liều Thúy thế này mới đem việc hôm nói ra, không đề cập đến chuyện của lệ bà đỡ, chỉ nói Vân Khanh đi đến đầu một ngõ nhỏ thì bị người xấu bắt đi, sau lại được chi phủ an công tử cứu được. Tạ thị nghe xong liền cả kinh, sắc mặt tái nhợt, phỉ thúy lại kinh ngạc nói, này, đây cũng thật quá mất nhân tính rồi. Tuy rằng nàng ta đoạt vị hôn phu của tiểu thư nhà ta, Tiểu thư cũng không trách nàng ta cái gì, nay chính nàng ta cuộc sống không thoải mái, ngược lại đổ trách nhiệm lên trên người tiểu thư, loại người như thế, quả thực là vong ân phụ nghĩa. Lưu Thúy Kỳ thật trong lòng càng tức giận hơn, lúc nãy trên đường về nàng cùng thải thanh tự trách không ít, nhưng hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi, cũng may An công tử xuất hiện kịp thời, nếu tiểu thư bị thương tổn gì, nô tỳ muôn lần chết cũng không hết tội. Tạ thị tức giận môi đều run run, sau một lúc lâu nói không ra lời, bà đối với người của Liễu Gia đã bắt đầu thất vọng. Nhưng sự việc hôm nay đã khiến bà thật sự thất vọng tới cực điểm. Lúc trước Liễu Dịch Thanh ở trong vườn có thể đối với Vân Khanh ăn nói lớn tiếng ngỗ nghịch như vậy, kỳ thật bà chỉ biết Liễu Gia căn bản không đem thẩm gia đặt ở đáy mắt, thực chất là xem thường. Lần này, Liễu Dịch Thanh mặt dày mày dạn đoạt đi vị hôn phu của biểu muội bị người ghét bỏ. Lại kêu bọn côn đồ ngoài phố đến hãm hãi vân khanh của bà. Nếu vân khanh mất tích, bị bán vào thanh lâu, bà quả thực là không dám tưởng tượng cuộc sống của mình về sau sẽ phải qua như thế nào à. Nhớ tới nửa tháng trước, phụ thân của Liễu Dịch Thanh là Liễu Khải Đông còn đến thẩm phủ mượn một ít bạc nói muốn tham gia hoạt động đánh giá cuối năm, tạ thị nội tâm liền không thể bình tĩnh. Cũng may trải qua nhiều chuyện như vậy, bà cũng không phải người dễ bị hạ gục vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi an ủi đừng sợ bây giờ đã về đến nhà rồi không có chuyện gì nữa con nghỉ ngơi đi có nương ở bên cạnh cái gì cũng không cần sợ tạ thị có thai vân khanh cũng không muốn để bà phải lo lắng liền muốn bà đi về trước sau khi tạ thị gật đầu đi trở về kêu hồ phách mang qua lọ dược cẩn thận dặn lưu thúy dùng như thế nào trăm ngàn đừng để trên tay tiểu thư để lại xeo bóng đêm dần buông xuống vân khanh nằm nghỉ ở trên giường hôm nay những việc nàng làm với gã mỏ nhọn nam kia nàng cũng không hối hận tình huống lúc đó không cho phép nàng có nửa phần do dự cùng mềm lòng mặc dù nàng không mấy thoải máu khi trên tay dinh máu tươi nhưng không có gì so với tánh mạng quan trọng hơn nay trong đầu nàng lại luôn vang lên đoạn đối thoại giữa lão nhị và gã mỏ nhọn căn cứ theo lời bọn họ còn có một người gọi là lão tam cùng đồng lõa với bọn họ nhưng liêu thúy và thải thanh nói lúc các nàng trở về, cũng không nhìn thấy có ai khác xuất hiện, vậy lão tam kia là chưa đến. Hay là đã có trở về rồi lại đi mất. Nàng mơ hồ cảm thấy, người này sẽ là một mầm mống nguy hiểm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 168, bức hôn, 1. Đúng như Vân Khanh đoán, gã lão tam kia quả thật giữa chừng có trở về, nhưng khi nhìn thấy lão nhị bị một người trong phòng đá văng ra ngoài mà thân thủ lão nhị là tốt nhất trong bọn họ, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không nên chui đầu vô lưới, xoay người chạy thoát. Bởi vì sợ rước họa vào thân, hắn phải đi tìm người đưa tiền cho hắn thược dược, kể lại tình huống đã xảy ra, thược dược cảm thấy chuyện này rất quan trọng, cũng đi bẩm lại cho Liễu Dịch Thanh. Liễu Dịch Thanh biết được tin tức này, đầu tiên là thất vọng và tức giận không thôi, à lên kế hoạch như thế, muốn trả thù Vân Khanh nào ngờ lại thành ra như vậy nhưng sau đó ai nhìn thược dược hỏi gã lão tam kia hiện tại ở đâu thược dược nói đang đợi ở bên ngoài di nương chúng ta bảo hắn trốn nhanh lên để tránh bị quan phủ bắt được rước họa vào thân lúc ấy cùng ba người kia liên lạc lại là nàng ta sau khi bị bắt được bọn họ tra khảo hỏi cung đây chẳng phải ngay cả nàng ta cũng không còn biện pháp đào thoát không Liễu dịch thanh đáy mắt hiện lên một tia độc ác, ở tề ra ả à không được yêu thương sùng ái, nỗi buồn khổ đã lâu ngày làm cho ả à tâm tư càng độc ác hơn, đây là một cơ hội. Nhanh đi lấy giấy mực đến, ta muốn khiến cho thẩm vân khanh cả đời này phải sống so với ta càng thống khổ hơn. Thược dược không biết ả à suy nghĩ muốn làm gì, chạy nhanh cầm giấy và bút mực cho ả, à. lát sau, liễu dịch thanh thổi khô mực trên giấy sau đó bỏ vào một phong thư phân phó thược dược cho người đưa đến Liễu Phủ. Phải càng nhanh càng tốt. Liễu Phủ, bách hợp từ bên ngoài vội vàng tiến vào, cầm phong thư đưa cho Liễu Đại Phu Nhân, nói, đây là Đại Tiểu Thư ở bên kia sai người đưa tới. Liễu Đại Phu Nhân thời gian gần đây tiêu tụy không ít, đầu tiên là chuyện Đại Nữ Nhi gả cho con trai chi huyện làm thiếp thất, con trai thì bị bệnh bất lực, hàm ý sâu xa mũ mũ, con dâu qua đời toàn là những chuyện không vui xảy ra, chỉ có một may mắn là con dâu sinh cho đứa cháu, nay nhận được thư của đại nữ nhi, vừa kỳ vọng lại càng thêm phiền lòng, cảm giác, tất cả những chuyện không tốt, đều xuất phát từ người con gái lớn này, cau mày tiếp nhận thư, nói, chẳng lẽ lại không có tiền may y phục, tháng trước mới cho nó 50 lượng bạc, ai đời lại con nữ nhi xuất giá lúc nào cũng hướng trong nhà đòi tiền chứ. Bách hợp đứng ở một bên, mắt xem mũi, mũi xem tâm, làm như cái gì cũng chưa nghe thấy. Nói đến cùng đại tiểu thư gả đi ra ngoài còn dám mở miệng đòi tiền, còn không phải ý vào việc có đại phu nhân sùng ái sao. Xé mở thư đầu tiên là tùy tiện nhìn lướt qua, bỗng liễu đại phu nhân con người phóng đại, vội vàng cầm cẩn thận nhìn lại một lần, mới vừa rồi khuôn mặt còn đen xì, lúc này lại như có gió xuân thổi vào mặt, hai mắt nở rộ sáng giỏi, liên tục hô, tốt liễu đại phu nhân gấp thư lại gọi bách hợp cùng bà ta đến chỗ liễu lão phu nhân trong phòng lư đồng họa tiết bách hoa đua nở màu sắc được cắm vào ba cây hương tỏa khói thơm dịu dễ chịu liễu lão phu nhân nằm nghiêng trên giường la hán nghe liễu đại phu nhân nói xong mở mắt ra miến cưỡng hỏi người nói là thật sự thật việc này là thật loại sự tình này nếu không phải biểu đệ muội ý chỉ mẹ vân khanh nhờ người nói cho con dâu biết con dâu như thế nào biết được." Liễu đại phu nhân như mở cờ trong bụng nói, "Hôm qua lúc Vân Khanh đi ra ngoài, gặp cướp phỉ, bị cướp phỉ xé rách xiêm y, cũng may cuối cùng được cứu trở về, nhưng rốt cuộc lại bị tổn hại trinh tiết." Biểu đệ muội cảm thấy việc này không nên làm lớn, vì thế âm thầm nói với con dâu, "Nếu điều kiện của Dương Nhi đã như vậy, Vân Khanh cũng là như thế, vậy thì cho hai người cùng nhau làm bạn, ít nhất hai nhà cũng là thân thích." con dâu đối với Vân Khanh cũng sẽ so với những người khác tốt hơn. Liễu lão phu nhân mắt già chợt lóe, khóe miệng khẽ mỉm cười, nhìn Liễu đại phu nhân âm thầm cười lạnh, con dâu lớn này nghĩ bà già liền bị hồ đồ hay sao? Văn Nương và Thẩm Mậu chỉ có một nữ nhi này, cho dù là bị cướp phỉ bắt, xé quần áo, dựa vào gia thế tài phú của bọn họ, tìm một nhà thấp hèn mà gả vào là việc rất dễ dàng, nay lại tìm đến một kẻ phế vật như Dương Nhi này còn không phải là đến để làm mẹ kế sao? Bất quá bà ta cũng biết, người con dâu lớn này cũng không phải là người có thể bịa ra chuyện lớn như vậy, có thể là đã ra tay trước nắm được tin tức này, che giấu chuyện này với bên ngoài, bà ta đã biết trước liền lấy ra văn về. Nhớ tới tướng mạo của Vân Khanh, liễu lão phu nhân âm thầm đáng tiếc, một đứa trẻ như vậy, về sau gả cho quan gia cũng không phải không có khả năng, nhưng đã xảy ra loại chuyện này nếu để truyền ra ngoài thật đúng là khó mà nói bất quá đáng tiếc thì đáng tiếc liễu lão phu nhân vẫn che chở đứa cháu trai của mình một người tuấn tú lịch sự như vậy bị con tiện nhân đinh tư kia hạ dược nay thành người yếu ớt nào có khuê nữ nhà ai còn muốn gả cho hắn lại nói viễn ca nhi còn nhỏ như vậy tìm kế nương cho nó mới là đại sự vân khanh thật ra là người được chọn phù hợp nhất nghĩ đến đây Liễu lão phu nhân cũng không muốn nghĩ kỹ ẩn ý trong lời nói của Liễu đại phu nhân, thản nhiên hỏi một câu, "Vậy ngươi chuẩn bị làm như thế nào?" Dù sao hai bên đều đã thương lượng xong, con dâu lát nữa sẽ đem lễ hỏi đưa qua, lại cho bà mối qua đó đem ngày giờ thương lượng xong là được. Liễu đại phu nhân cười nói, "Một khi đã như vậy, ngươi cứ làm đi, rốt cuộc tướng công của ngươi cũng là Ngũ Phẩm đồng chi, Vân Khanh gả đến nhà chúng ta, cũng không tính là chịu thiệt." Liễu lão phu nhân nói xong, liền nhắm mắt muốn ngủ, liễu đại phu nhân được cho phép, trong lòng vui dạo rực lui ra ngoài. Biết Vân Khanh sinh bệnh, An Tuyết oánh đi thẩm phủ làm khách. Liều Thúy các nàng biết nàng là tiểu thư của chi phủ gia, lại là tỷ muội tốt của Vân Khanh, chiêu đãi nàng rất tốt. An Tuyết oánh vào phòng, cởi bỏ áo choàng cho tiểu hàn cầm, ngồi xuống liền quan tâm hỏi thăm Vân Khanh, người cũng thiệt là loại thời tiết này còn để mình bị cảm nắng phải nằm ở nhà. Nếu không phải vừa mới nghe được tin tức này của ngươi, ta cũng không tin tưởng đâu. Không có việc gì, đâu cần khẩn trương tới vậy chứ. Lời nói dối nếu đã nói ra, phía sau phải phối hợp cho tốt, nên Vân Khanh lấy cớ, bị cảm nắng, ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày. Người nói không có việc gì, không có việc gì còn ở trong nhà nghỉ ngơi. An Tuyết oánh quay đầu nói, đúng rồi, Huynh trưởng hôm qua vừa vặn tặng cho ta một con vẹt phỉ thúy, vẹt lông xanh, ta liền đem tới cho ngươi xem. Nghe được nàng ấy nhắc đến huynh trưởng, Vân Khanh biết là Chỉ An Sơ Dương, hai huynh muội này tuy cùng cha khác mẹ, nhưng giao tình lại rất tốt, không có bởi vì khác mẫu thân sinh ra mà xa cách. Chương 169: Bức hôn 2. Đại Hàn trong tay mang theo cái lồng chim hình tròn màu trắng, An Tuyết oánh liền nói chuyện với nó, đến đậu đậu nói chuyện con vẹt đậu đậu ở bên trong vỗ vỗ hai cánh một đôi mắt nhỏ vòng vo chuyển động cũng nhại theo an tuyết oánh nói đến đậu đậu nói chuyện an tuyết oánh ở nhà dạy nó đã lâu muốn sách tới cho vân khanh xem nào ngờ con vẹt này lại bắt đầu học vẹt chơi chữ quá a còng email protected liền gõ lồng sắt nói mau ta dạy cho ngươi cái gì ngân nhĩ bé mèo chị khanh nuôi đó luôn ở ngoài viện lại nghe thấy tiếng chim liền từ bên ngoài đi đến nhìn thấy con chim đậu đậu màu xanh biếc liền hiếu kỳ đứng xem đậu đậu sợ tới mức lập tức ở trong lồng phịch cánh hô to vân khanh mau khỏe lại vân khanh mau khỏe lại cái bộ dáng bối rối kia chọc cho mọi người trong phòng đều nở nụ cười bỗng nhiên thải thanh từ bên ngoài chạy vào hô lớn tiểu thư tiểu thư không tốt liễu ra tặng lễ hỏi nàng ta vào phòng mới nhìn thấy trừ vân khanh còn có an tuyết oánh đang ở trong phòng nhất thời thu thanh âm cúi đầu đứng ở một bên thỉnh an an tiểu thư vân khanh biết thải thanh kích động như vậy khẳng định không phải việc nhỏ an tuyết oánh nghe được hai chữ lễ hỏi sắc mặt cũng hơi đổi nhưng rốt cuộc cũng là chuyện nhà của người ta nàng cũng ngại chen miệng vào nói hai câu làm dịu không khí rồi tìm lý do đi ra ngoài lúc ra cửa lại nhìn thấy trước cửa có người mang tới hòm xiềng đỏ thẫm phía trên còn cột hai đóa hoa đỏ bằng lụa nàng loáng thoáng biết là cái gì lại càng thêm lo lắng lại nói phía vân khanh lúc này sau khi đưa an tuyết và anh rời khỏi liền lập tức trở về sân hỏi rốt cuộc là có chuyện gì nô tỳ cũng không nghe được rõ ràng lắm nói đúng hơn là các bà bên ngoại viện nói nói vừa rồi liễu ra phái xe ngựa đưa tới lễ hỏi cầu thân nói là để tiểu thư cùng liễu gia đính hôn. Vân Khanh vừa nghe, đầu cũng có chút choáng váng, đương thời thành thân đều có lục lễ, tức nạp thải, vấn danh, nạp kiết, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh. Lễ hỏi đó là dân trinh, nay liễu gia trực tiếp đem lễ hỏi đưa tới, đã chắc chắn rằng thẩm gia đã cùng bên đó định xong hôn sự. Này nam tử liễu gia thích hợp thành thân không nhiều lắm, chỉ có một người mới mất thê lại thêm vô năng là liễu dịch dương, chẳng lẽ cha mẹ muốn mình gả cho hắn ta? Vân Khanh không thể tin được, vội vàng hướng sân tạ thị mà chạy qua, mới vừa vào sân chợt nghe tiếng giống giận dữ của thẩm mậu, cái lễ hỏi bên ngoài là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn Vân Khanh gả cho cái tên liễu dịch dương bất lực kia? Trong lòng nàng liền bình tĩnh lại, xem ra hôn sự này 89 phần 10 là liễu dịch thanh cùng liễu gia liên lạc trước, nguyện cớ đến đây bức hôn nàng đi về phía trước đến bên ngoài phòng chính nghe được tạ thị nhỏ giọng nói ta cũng không biết là có ý gì vừa rồi lúc quản sự nói với ta ta nhất thời cũng chưa kịp phản ứng chàng cũng biết tên liễu dịch dương kia là cái dạng gì ta làm sao có thể đem vân khanh gà cho hắn ta chứ thẩm mậu làm sao không biết tạ thị sao có thể đem vân khanh gà cho người như vậy nhưng nếu tạ thị không cùng liễu ra bàn qua cái gì liễu ra sao dám ngang nhiên lớn mật như vậy đem xính lễ đưa qua thẩm phù chứ? Tạ thị nghĩ lại, ngày ấy lúc Vân Khanh trở về, đã kể cho bà nghe chuyện gặp cướp phì là do liễu dịch thanh sai khiến, liễu ra khẳng định cũng biết việc này, mới dám lấy nó ra uy hiếp, lau nước mắt, nhìn sắc mặt xanh mét, cuồng nộ của thẩm mậu, thanh âm run run nói, lão ra, có một việc hai ngày nay ta chưa dám nói với người. Phòng trừng liễu phủ dám đưa lễ hỏi như vậy, chính là bởi vì chuyện này. Chuyện gì, nàng còn không nói, có phải đợi người ta đem nữ nhi lấy đi rồi nàng mới nói sao? Thẩm mậu ở thương trường rèn luyện nhiều năm, tính cách tu dưỡng rất tốt, ít khi nổi nóng, hôm nay lại không có biện pháp nhẫn nại nữa rồi. Tạ thị ngồi ở trên giường La Hán, biết việc này là mấu chốt quan trọng nhất, cũng bất chấp nhiều kiêng kỵ. hai ngày trước lúc Vân Khanh đi trên đường mua thuốc, bị cướp phỉ bắt cóc, sau lại được an công tử của chi phủ gia cứu trở về, thẩm tra ra người liên lạc chính là thược dược bên cạnh liễu dịch thanh. Ta phòng chừng là liễu dịch thanh nói cho người liễu ra. Lời này rơi xuống, Vân Khanh chợt nghe đến phòng trong phát ra một tiếng vang thật lớn, thẩm mậu một cước đá lăn một cái ghế tròn, đứng bật dậy, nổi giận nói, người liễu ra quá đáng lắm rồi. Quả thực không đem thẩm mậu coi ra gì. Nói đúng hơn, chính là xem thường thẩm phủ, vân khanh nội tâm vừa may mắn lại phiền muộn may mắn là trải qua chuyện này quan hệ của liễu gia cùng thẩm gia dù nàng lấy hay không lấy chồng chỉ có một con đường chính là tan vỡ nàng vẫn muốn dùng phương pháp làm cho thẩm mậu và tạ thị nhìn thấu bộ mặt thật của đám người liễu gia nay căn bản không cần nàng nhúng tay liễu gia sau này nếu muốn ở thẩm gia lấy một phân tiền đều không có khả năng mà phiền muộn chính là liễu đại phu nhân đã muốn nhận định chỉ cần đem chuyện này truyền ra ngoài, Vân Khanh bị cướp phỉ làm bẩn thân mình, thành không ai muốn cưới nàng, sớm hay muộn cũng phải gả đến Liễu gia đi hầu hạ một tên phế nhân Liễu Dịch Dương, bọn họ muốn nàng gả vào, đã là coi trọng nàng lắm rồi. Vân Khanh sẽ không gả, cũng chưa bao giờ có ý định muốn gả cho hạng người như vậy. Nàng nội tâm rất bình tĩnh, đang phân tích còn có cách nào hóa giải chuyện này hay không. Thẩm Mậu ở bên trong phòng thờ hồn hển nhìn tạ thị mang bụng to chảy nước mắt, thật sự là nói không nên lời. Lần trước ông nghe nói chuyện của Liễu Dịch Thanh cùng tề thủ tín, không gả cho hắn ta cũng tốt, để tránh sau khi kết hôn còn chịu khổ. Ai ngờ nay còn nghe được chuyện như vậy, Liễu Dịch Thanh lại dám lòng mang oán giận, muốn trả thù Vân Khanh, Liễu Gia đã biết, còn biến thành uy hiếp muốn bức hôn. Xem ra, Liễu Gia căn bản là không coi thẩm gia là thân thích, mà là cái kho bạc không bao giờ cạn. Này Liễu gia uy hiếp rõ ràng trước mặt như vậy, nếu Vân Khanh không qua đó lấy chồng, bọn họ sẽ đem sự tình náo lớn lên, cho mọi người đều biết, cho dù Vân Khanh cùng Thẩm gia có thể chịu được áp lực, tương lai cũng gả không được cho người trong sạch gì, hoặc chính là thành thành thật thật gả cho Liễu gia, bên ngoài thoạt nhìn là thân càng thêm thân, Vân Khanh gả cũng là gia thế tốt, tuy là kế thất, cũng là một danh môn vọng tộc ở Dương Châu, Liễu Dịch Dương bất lực, mọi người đều biết ai biết tốt xấu trong đó. Tạ thị cúi thấp đầu lau nước mắt, bà thật sự không nghĩ tới gia đình bên bác của mình, lại có một đám thân thích như vậy, càng khiến người ta lạnh lòng là, chuyện sinh lễ, động tĩnh lớn như vậy, bác không có khả năng không biết. Đây đều là kẻ mà bà cho là người một nhà đến sỉ nhục con gái của mình a. À. Vân Khanh ở bên ngoài đứng một hồi, trong lòng nàng đã ra quyết định, vô luận như thế nào, cũng sẽ không gả cho liễu ra, nàng đối với tiểu nha hoàn mỉm cười tiểu nha hoàn liền vén một bên rèm thiêu hoa văn màu tím lên nói lão gia phu nhân đại tiểu thư đến chương 170, bức hôn ba vân khanh đi vào nhìn sắc mặt ảm đạm của tạ thị cung vẻ mặt giận dữ của thẩm mậu cũng không làm bộ như không biết chút nào mà là hỏi cha nương lễ hỏi bên ngoài là chuyện gì xảy ra thẩm ra chỉ có một nữ nhi nếu là làm như cái gì cũng không biết, ngược lại có vẻ rất giả tạo, không có nữ tử nào lại không quan tâm hôn sự của mình, bất quá là ngoài mặt không dám biểu lộ ra thôi. Tạ thị thấy bộ dạng của nữ nhi, càng thêm thương tâm, ôm nàng nói, "Vân Khanh a, à, nương nói với con, con chớ thương tâm a. À. Không nghĩ tới vừa tiễn đi một tề tủ tín lòng lang dạ sói, lại tới một liễu dịch dương phí khuyển, con chó bị tật. Mình để vậy luôn." Thẩm Mậu thấy nàng lúc này còn an ủi Tạ thị, đứa con gái này của ông từ nhỏ đã trầm ồn, trong lòng nhất định đã biết tất cả, khiến ông càng thêm vẫn nộ, một đứa con gái tốt như vậy, vì sao phải gả cho Liễu Dịch Dương? Nhưng trước mắt ông cũng không biết nên mở miệng nói gì với Nữ Nhi, việc này ông làm sao nói được? Nhưng thật ra Vân Khanh lại mở miệng nói, "Cha, nương, Nữ Nhi sẽ không gả cho hắn ta." Nữ Nhi chưa lấy chồng lại nói ra lời như vậy, kỳ thực rất kinh người, nhưng lúc này thẩm mậu cũng mở miệng hỏi, con có biết hậu quả nếu không lấy chồng? Đương nhiên biết, liễu gia đơn giản là sẽ đi khắp nơi nói việc nữ nhi thất trinh làm cho toàn bộ mọi người trong Dương Châu đều biết con là một nữ tử không trong sạch, so với liễu dịch thanh chỉ có hơn chứ không kém, bất quá cho dù như vậy thì sao? Cùng lắm thì chính là mất đi thanh danh, không người nào dám tới cửa cầu hôn thôi. Nhưng nếu là gả cho liễu dịch dương, nữ nhi cả đời chẳng khác nào bị hủy tổn hại thanh danh cùng tổn hại cả đời so sánh căn bản là không đáng nhắc tới nghe vậy thẩm mậu đáy mắt có chút tán thưởng gật đầu con suy nghĩ thật đúng nhưng là thanh danh với cả đời quan trọng như nhau người sống trên đời rất nhiều người cả đời đều là vì thanh danh mà sống thẩm ra cũng bởi vì danh vọng tốt mới có thể đem việc buôn bán làm tốt đến như vậy ông tán đồng với lời nói của nữ nhi nhưng là lời này, nếu một nam nhân nói ra, đó là phong lưu không kềm chế được, nếu là nữ nhân nói ra, thì là vô lễ không có gia giáo. Lời này về sau không cần nói lại, có một số việc đặt ở trong lòng là được rồi. Thẩm mậu chỉ hận Vân Khanh vì sao không phải Nam Nhi, chính khi độ cùng suy nghĩ này, làm Nhi Tử nhất định so với làm nữ Nhi càng xuất sắc, cũng không cần lo lắng nhiều việc. Vân Khanh trầm mặc, không gật đầu cũng không lên tiếng nàng biết thẩm mậu sẽ không đáp ứng ở trong mắt bọn họ thanh danh nữ tử rất trọng yếu cha mẹ tuyệt đối không cho phép sau này mình không thể gả ra được thân ở thời đại này tầm quan trọng thanh danh nữ nhân cùng tánh mạng của họ không kém bao nhiêu Còn đừng suy nghĩ nhiều đi về trước nghỉ ngơi đi vết thương trên tay nhớ rõ không nên đụng nước tạ thị đuổi vân khanh rời khỏi rồi mới hướng thẩm mậu nói lão gia có phải hay không nghĩ ra được biện pháp giải quyết rồi nào có cái biện pháp gì chứ thẩm mậu thở dài hàng mày gắt gao nhíu chặt việc này không thể so với việc buôn bán cùng lắm thì cho đi một số bạc lần sau còn có thể kiếm trở về chuyện lần này lại liên quan đến nữ nhi mình ông không thể lựa chọn bên này mà tổn hại bên kia nữ nhi tuổi nhỏ không biết tầm quan trọng của thứ gọi là thanh danh nhưng ông thì biết rất rõ không có thanh danh về sau cả đời đều khó có thể ngẩng đầu làm người phu thê hai người ngồi ở trong phòng, suy nghĩ biện pháp giải quyết. Cuối cùng thẩm mộng ngẩng đầu lên nói, kế sách hay nhất, chỉ có thể định hôn sự cho Vân Khanh trước khi liễu ra hành động thôi. Tạ thị càng nghĩ, cũng chỉ có biện pháp như vậy, bèn nói, nhưng nếu cùng những nhà khác đính hôn, liễu ra lại nháo lên, khó đảm bảo rằng nhà trai không ghi hận chúng ta trước đó lừa gạt họ. Chuyện này ta sớm đã nghĩ kỹ, tìm nhà danh vọng thấp một chút, cũng là thương hộ như chúng ta, người thành thật đáng tin, đem việc hôm nay ngăn lại, thẩm ra chúng ta lại không, trèo cao, nữ nhi thẩm ra tất sẽ có nhiều người đến cầu Thẩm mậu vỗ đùi, lúc này liền định rồi, dù sao thuộc hạ dưới chướng ông có thể tìm một vài thương hộ không lớn không nhỏ, để vân khanh gả qua đó, như thế nào cũng không thể để nữ nhi gả cho cái tên phế vật liễu dịch thanh kia. Làm vậy chắc khác nào muốn Vân Khanh cả đời tủ tiết mà sống, làm sao có thể. Tạ thị cũng không còn cách nào khác. Nghĩ đến việc đem nữ nhi bảo bối mình nuôi dưỡng dùng ái trong lòng lại phải tùy tiện tìm nhà mà gả đi. Nước mắt lại nhịn không được rớt xuống. Thẩm mậu đồng dạng phiền lòng vô cùng. Vỗ vỗ đùi, đứng lên, nói, nàng nhanh cho bà mối lấy bách ra sách. Danh sách nhà có người tới tuổi thành thân. Đến, xem nhà ai thích hợp, ta cũng đi ra ngoài tìm xem. An tuyết oánh ra thẩm phủ, dọc theo đường đi lo lắng trùng trùng nhớ tới lúc ra cửa nhìn thấy đống lễ hỏi kia lại liên hệ với người của liễu gia mãi đến lúc xuống xe ngựa cô vẫn mất hồn mất vía bất thình lình liền đụng chung liền đụng trúng một cây cột như thế nào lại không cẩn thận như vậy ngẩng đầu an tuyết oánh nhìn an sơ dương đứng ở phía trước xoa xoa cái chán nói đang suy nghĩ nghĩ quá chú tâm mà thôi đang nghĩ cái gì an sơ dương tựa vào một cột trên hành lang hai tròng mắt sâu hun hút nhìn an tuyết oánh da thịt màu đồng cổ dưới ánh mặt trời trầm tĩnh như tơ lùa. An tuyết oánh cúi đầu nghĩ nghĩ, nàng từ nhỏ cùng An Sơ Dương quan hệ rất tốt, cùng An Lan An Phương hai vị tỷ muội ruột thịt quan hệ ngược lại bình thường. Việc xảy ra hôm nay cũng thật sự kỳ quái, nàng lại ngại nói cùng mẫu thân, liền mở miệng nói vừa rồi đi thầm phủ, nhìn thấy liễu gia mang lễ hỏi qua, không biết bọn họ muốn cầu hôn ai. Chẳng lẽ là coi trọng nha hoàn nào trong thầm phủ ư? Những người ở Dương Châu, người duy nhất trong Thẩm gia thích hợp kết hôn nàng biết chỉ có một mình Vân Khanh, nhưng rốt cuộc không thể tin được, liệu gia muốn cầu hôn Vân Khanh đi làm kế thất, Thẩm phủ thế nhưng còn đồng ý, dựa theo sự yêu thương của bá phụ ba mẫu, Thẩm gia đối Vân Khanh mà nói thì không thể có chuyện này được. Nàng không biết mấy ngày trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng An Sơ Dương thì biết, thanh âm bình tĩnh nói, "Liễu gia là muốn cưới Thẩm Vân Khanh?" làm sao có thể, An Tuyết oánh mở to hai mắt, không dám tin phản bác nói, Vân Khanh mới tròn 14, cập kê vẫn chưa tới. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.